Soạn đồ đi học cho ngày mai. 2 năm nữa là soạn đồ, soạn tập vở đi học. Trời, xếp cái quần luôn. Giỏi quá. Đeo băng đô không? Đeo băng đô nha. Đeo băng đô chú thỏ con hay đeo băng đô này? Và bây giờ có đeo băng đô này không? Dạ không phải đấy. Băng đô này có bông hoa đẹp mà, không không thích đeo phải, hả? Không phải đấy. Bạn dạy À bây giờ đeo ba lô đi đâu? Bây giờ đi học về mà. À đi học về hả? Và ba lô Hải Ly đâu? Sao không lấy ba lô Hải Ly để kế bên ba lô đi học? Mẹ đi tắm rồi.